Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ xử lý một cái con máy lọc nước mà nó bị chảy chậm. Bạn mở ra này, thấy nước nó chảy chậm như này nhé. Đây, chảy rất là chậm. Chỉ được một lúc thôi, nó sẽ nhỏ dần. Thì cái vòi nước này, đấy, chảy một lúc là nó sẽ bé dần lại như thế nhé. Đấy. Thì trong trường hợp này là cái bình áp này nó bị mất áp này. Tức là trong cái van này này. Đây mình đợi chút mình lấy nét nhé. Đấy. Đây chỗ này nó có một cái chân van này. Đấy. Thì các bạn hình dung nhé. Đây các bạn ấn vào đây này, nó sẽ có xì hơi ra này. Đấy thì cái hơi rất là yếu rồi. Đấy. Thì các bạn cần phải bơm lại cái hơi cho cái bình áp này. Thì các bạn có thể dùng cái bơm tay cũng được, hoặc là dùng cái bơm mà bơm xe đạp cũng được. Miễn sao là các bạn bơm vào cho nó với cái bình áp sắt như này nhé, là các bạn bơm một cân hơi gọi là 1 bar đấy, thì nó sẽ tương đương với, ví dụ như mình dùng cái bơm điện này, hiện tại mình đang dùng bơm điện này đấy, đang để cái mức PSI này, tức là PC ấy, thì nó sẽ tương đương với 14.8 đến 14.9 PC, thì nó sẽ tương ứng với 1 cân hơi nhé. Đấy thì các bạn cần bơm đủ 1 cân hơi. Nhưng mà đối với những cái bình áp, mình có một cái lưu ý nữa nhé, là đối với những cái bình áp mà nó bị hơi nó mất quá nhiều ấy, tức là cái bình gần như là bên trong toàn là nước ấy, thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Một là cái bóng cao su nó bị giãn quá rồi, thì là các bạn bắt buộc phải thay bình mới. Còn cái trường hợp thứ hai là còn một chút nước ở đó ấy, còn một chút hơi ở trong bình ấy, thì bạn sẽ tiến hành bơm, nhưng mà các bạn bơm một lúc xong mà các bạn dừng đấy, để bơm đến đâu thì đẩy dần nước ra đấy, các bạn mở vòi nhé, các bạn tiến hành mở vòi và bơm đến đâu thì xả nước ra đấy, để tránh trường hợp là nó sẽ bị làm rách cái bóng hơi ra. Đây bây giờ mình sẽ tiến hành mình bơm này. Mình sẽ cắm cái bơm điện vào đây này. Đấy. Đây. Trên này thì mình sẽ mở vòi này. Đấy. Dưới đây nhá, thì các bạn ý này. Đây, mình sẽ bơm nhá. Đây mình chuyển sang chế độ bơm tự do nhé. Đây nó đang rơi vào 10 PC nhé. 11 này. Đấy các bạn vừa bơm các bạn phải vừa để cho vòi nó chảy nước ra như này này. Đấy. Đấy bơm đến tầm 14 PC thì các bạn lại dừng lại nhé. Dừng lại để đợi cho vòi nó chảy ra, vòi nó đẩy ra. Tại vì là trên thực tế lúc này ấy, cái lượng hơi ở trong bình nó còn rất ít, nên là các bạn bơm đẩy một nhát nhé, các bạn đẩy đi đúng 1 cân thì trên thực tế là cái bình ấy nó vẫn chưa đủ 1 cân hơi lúc ban đầu đâu. Nên là các bạn phải đợi lúc nào mà nó đẩy được hết cái nước ở trong bình ra, và các bạn giữ khoảng tầm độ 13-14 PC là ok. Đây, này dần dần nó tụt xuống này. Đấy. Rồi, bạn lắc thử bình như vậy gần hết rồi đấy. Như vậy là ok rồi. Còn đối với cái bơm tay ấy, cái bơm mà không có đồng hồ đo chỉ số như này, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Là các bạn mở vòi như này ra, và các bạn cứ thế bơm một lúc xong nước chảy căng thì các bạn lại dừng lại, đợi cho chảy lúc nào mà nó yếu thì các bạn lại bơm tiếp, cứ liên tục như thế cho đến lúc mà bình nó hết nước, thì lúc đấy là cái lượng hơi nó đã đủ để mà giữ ở trong bình, để mà đẩy được hết cái lượng nước ở trong bình ra.
Đấy, đây là cái cách mà các bạn dùng cái bơm tay nhé, bơm không có đồng hồ đấy. Và các bạn lưu ý là không nên bơm quá căng. Trong trường hợp nó đã hết nước rồi, các bạn không nên bơm quá nhiều. Bơm quá nhiều thì cái áp ở trong bình này nó sẽ luôn luôn thắng cái van áp cao, và như vậy thì nước nó sẽ không đẩy được vào trong bình các bạn nhé. Đấy, như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà xử lý cái bình áp mà bị yếu hơi, dẫn tới cái việc là nước bị chảy nhỏ giọt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.